Sino ba ang ulam niya? Này, em bảo nhau bây giờ nếu mà bị ngứa đột quỵ mà không muốn đi ra phòng khám, ra liễu khám, không muốn ra đốt laser thì có cách nào không nhỉ? Ngứa quá, hôm trước mặc cái quần ẩm xong bây giờ nó ngứa, nó mọc lên những cái nốt như kiểu là bị ghẻ. Đi đốt là mấy triệu mà đau lắm, mày chịu được không? Thì đang nghĩ xem một cách nào không. Đây, tao bảo này, mày dùng cái Soritoc này đi, gieo thảo mộc tự nhiên này, chiết xuất từ ngải cứu acid acetylic nhá. Thế à? Mà tía tô ké đầu ngựa nữa nên là an toàn và lành tính lên làn da, không bị thâm làn da của mình đâu. Mà mày ngửi đi mùi thảo mộc cực kỳ. Mùi ngải cứu ấy. Này. Mày bôi vào những cái đầu vết mà bị ngứa, bị mẩn, bị đỏ hay là bị nghẻ ấy. Ok la cực kỳ, mà nó còn hỗ trợ cho những người mụn cóc, mụn cơm tẩy đi cơ. Phóng 3 bốn mà nó bay đi đúng không? Chứ còn gì nữa, mày dùng một lần đầu tiên mày thấy có cái sự thay đổi rồi. Nhưng mà lần này, đây này, bao nhiêu mà? Mà giá chỉ có vài bát phở thôi, bấm ngay góc trái màn hình mua thêm. Thế có vài bát phở thôi à? Free ship không? Free ship luôn. Ok chị.